Thưa quý vị, các đội tuyển pháo hoa đến từ Italia và Australia đang tất bật chuẩn bị cho màn trình diễn vào tối ngày 17 tháng 6 trong khuôn khổ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023. Tại khu vực bãi bắn pháo hoa, hai đội Ý và Úc đều đang ráo riết chuẩn bị trận địa pháo hoa, sẵn sàng cho màn tranh tài của họ vào đêm 17 tháng 6 tới. Đây đều là các cựu quán quân của lễ hội DIFF, trong khi Úc vô địch DIFF năm 2015, Ý từng vô địch DIFF trong các năm 2017 và 2018. Vì vậy, màn so tài của họ được người dân và du khách hết sức mong chờ. Đội tuyển Úc tiết lộ màn trình diễn năm nay của họ sẽ vô cùng hoành tráng với 7.500 thiết bị pháo hoa, 3.500 pháo bay và hơn 200 hiệu ứng đẹp mắt. Đội Italia là một đội rất mạnh khi là quán quân vào năm 2017-2018, nhưng năm nay chúng tôi mang đến những ý tưởng mới, những sản phẩm mới và những bài bản nhạc rất mới. Điều đặc biệt là chúng tôi có vũ khí bí mật và sẽ được bật mí vào tối thứ Bảy tuần này tới khán giả. Chúng tôi tự tin rằng mình sẽ chiến thắng. Tại khu vực của đội Ý, các thành viên đang khẩn trương kiểm tra thống kê lại số pháo hoa để sắp xếp theo trình tự biểu diễn. Là cựu quán quân hai mùa DIFF liên tiếp năm 2017 và 2018, đội Ý hứa hẹn sẽ đem tới nhiều hiệu ứng ánh sáng và kỹ thuật mới để khán giả có thể thưởng thức một màn pháo hoa thật hoành tráng. Chúng tôi cảm thấy rất phấn khích với chủ đề Thế giới không khoảng cách. Chủ đề này chính là một cơ hội tuyệt vời để chứng minh rằng mặc dù có khác biệt về ngôn ngữ, màu da và chủng tộc, nhưng chúng ta đều có chung một sự cố gắng và đều có thể kết nối lại với nhau. Màn trình diễn thứ ba của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 là màn so tài giữa hai đội Matero của Ý và Howard Ensign Protechnic của Úc vào tối ngày 17 tháng 6 với chủ đề Chinh phục những giấc mơ.